Cột thứ hai, đây chính là những cái giá trị tạo ra cho khách hàng. Được chưa? Giá trị tạo ra cho khách hàng. Và tiếp theo chúng ta sẽ cần phải liệt kê ra những điều gì sẽ tạo giá trị cho khách hàng. Thứ nhất, đó chính là công năng sản phẩm. Công năng sản phẩm. Đương nhiên rồi đúng không ạ? Khi mà chúng ta tạo ra bất cứ một sản phẩm gì thì công năng của nó phải đáp ứng được mong muốn của khách hàng. Thứ hai, chúng ta sẽ có thể cạnh tranh với đối thủ về về cách đóng gói. Cách đóng gói sản phẩm. Gói sản phẩm. Cùng là một sản phẩm liên quan đến giảm cân, nhưng có người thì làm giảm cân theo dạng đó là thuốc, nhưng có người lại làm giảm cân theo dạng đó là thạch, hay là làm giảm cân theo dạng đó là gì ạ? Đó là sữa bột. Tức là chúng ta đang khác biệt về cách đóng gói sản phẩm, nhưng với cùng một công năng giống nhau, cùng một công dụng là giảm cân. Tiếp theo, chúng ta có thể khác biệt về bao bì. Bao bì. Cùng là một sản phẩm đấy, cùng công dụng đấy, cùng cách đóng gói đấy, nhưng có người thì họ lại làm bao bì là hộp giấy, có người lại làm bao bì là hộp bằng nhựa, có người lại làm bao bì bằng hộp bằng sắt. Thì mọi người nhìn những cái hộp trà ấy, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng nhất điều này. À, hay là bao bì thì có những trà là đóng bằng túi bóng đúng không ạ? Thì đó là khác biệt về bao bì. Xin chào tất cả mọi người. Và trong video ngày hôm nay thì Quang sẽ chia sẻ cho mọi người về một chiến lược ở trong kinh doanh để chúng ta có thể cạnh tranh được với những đối thủ của mình. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về chiến lược đó là khác biệt hóa. Làm thế nào để chúng ta tạo ra được những sự khác biệt? Làm sao để chúng ta có được những cái ưu điểm so với đối thủ của mình? Và từ đó thì khách hàng sẽ lựa chọn chúng ta thay vì lựa chọn đối thủ. Thế thì ở đây, đầu tiên Quang sẽ nói với mọi người về tầm quan trọng của việc chúng ta khác biệt. Bây giờ thì ở trên thị trường đã có quá nhiều những đối thủ cạnh tranh, có quá nhiều những đơn vị đang cùng cung cấp sản phẩm và dịch vụ tương tự với chúng ta. Và khách hàng thì họ có rất là nhiều những sự lựa chọn khác nhau. Cho nên nếu chúng ta không có được một sự khác biệt thì chắc chắn rằng là khách hàng họ sẽ không lựa chọn mình mà sẽ đi sang các đơn vị của đối thủ cạnh tranh. Thế thì ở trong việc chúng ta khác biệt thì mọi người chúng ta sẽ khác biệt như thế nào? Đa số chúng ta sẽ chỉ nghĩ tới một phương án, đó chính là chúng ta khác biệt về giá cả, là mình sẽ giảm giá thấp hơn so với đối thủ, và từ đấy thì sẽ có được một lợi thế cạnh tranh. Nhưng mà nếu chúng ta cứ cạnh tranh về giá như vậy thì nó sẽ gây ra hai vấn đề. Vấn đề số 1, đó là mọi người chúng ta sẽ liên tục phải giảm giá, và cuối cùng thì lợi nhuận của mình nó sẽ không còn được bao nhiêu. Chúng ta sẽ không thể nào mà cung cấp được những dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng với một mức giá cực kỳ thấp, trong khi quy mô của mình thì vẫn còn nhỏ được. Điều đó thì nó sẽ dẫn tới việc là chúng ta có thể kinh doanh nó bị thiếu bền vững. Bởi vì sau một thời gian khi mà khách hàng họ dùng sản phẩm mà không thấy tốt thì họ sẽ rời đi. Và vấn đề thứ hai đó là nếu mà mình giảm giá được thì đối thủ của mình họ cũng giảm giá được. Bởi vì đó là cách thức dễ nhất để chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó khác biệt. Ok, và nó sẽ xảy ra hai vấn đề như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau, đầu tiên mình sẽ cùng nhau phân tích về cạnh tranh đã. Ở đây Quang sẽ vẽ 3 vòng tròn tương đương với 3 vị trí. Ở đây chính là khách hàng. Khách hàng. Ở đây chính là đối thủ. Đối thủ. Và ở đây chính là bản thân. Bản thân chúng ta. Và mọi người có thể nhìn thấy, đó chính là chúng ta sẽ có những vùng như sau. Vùng số 1. Số 1. Đây. Cái này là số 1.
Số 2. Số 3. Số 4. Vòng số 5. Vòng số 6 và vòng số 7. Ở đây. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là ở đây chúng ta có được một bản đồ, một cái sơ đồ chiến lược để tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh. Và mọi người nhìn này, chúng ta sẽ có những điểm như sau. Điểm số 1 đó chính là những điều gì mà khách hàng họ cần. Đối thủ của chúng ta không mạnh, thế nhưng bản thân của chúng ta cũng không mạnh. Vậy nên điểm số 1 này là một điểm mà chúng ta sẽ cần phải hướng tới. Chúng ta sẽ cần phải liên tục mở rộng. Chúng ta hãy mở rộng bản thân mình ra. Hãy mở rộng bản thân mình ra. Làm sao để chúng ta càng lấn được sâu vào cái vùng số 1 này càng tốt. Được chưa? Bởi vì đây là một vùng mà khách hàng đã có nhu cầu, nhưng đối thủ của chúng ta thì họ chưa cung cấp sản phẩm dịch vụ, hoặc họ chưa có thế mạnh ở đây. Và việc của mình đó chính là làm sao nghiên cứu ra thêm các sản phẩm dịch vụ khác để bán cho nhóm khách hàng này. Và tiếp theo, ở đây là vùng số 2. Tức là một vùng mà đối thủ của chúng ta họ có điểm mạnh, nhưng khách hàng thì không cần và chúng ta cũng không có điểm mạnh. Và đây là một vùng mà nó không tạo ra bất cứ một giá trị gì. Chúng ta sẽ đánh dấu X. Tại vùng số 3 là vùng mặt điểm bản thân mình mạnh, nhưng khách hàng không cần và đối thủ cũng không mạnh. À, vậy thì vùng này nó cũng sẽ không tạo ra được giá trị. Nó cũng không tạo ra giá trị. Mình có đấy, đúng không ạ? Mình rất giỏi đấy. Và đây là sai lầm của hầu hết những người mà chúng ta yêu sản phẩm của mình quá. Chúng ta tạo ra những cái gì mà bản thân của mình cực kỳ yêu, nhưng cuối cùng là khách hàng không cần. Hay trong việc chúng ta làm marketing thì mình làm theo sở thích của bản thân mình mà quên đi khách hàng của mình họ có cần điều đó hay không, thì chúng ta sẽ thất bại. Và ở vùng số 4, vùng số 4 đó là điểm mà bản thân mình mạnh, đối thủ của mình mạnh, nhưng mà khách hàng thì lại không có nhu cầu. Vậy nên vùng số 4 này thì chúng ta cũng sẽ không tạo ra bất cứ một giá trị gì ở đây. Vậy thì vùng số 5 thì sao? Vùng số 5 là điểm mà khách hàng cần, bản thân mình mạnh và đối thủ thì không mạnh. Vậy nên chúng ta sẽ tạo ra được một lợi thế cạnh tranh ở đây. Đây chính là USP của chúng ta. Nó chính là cái vùng số 5 này, chính là USP của chúng ta. Và chúng ta sẽ cần phải tìm ra được cái USP này. Đây là điểm mà bản thân mạnh, khách hàng cần mà đối thủ thì yếu hoặc đối thủ chưa có. À, vậy thì điểm số 5 này nó chính là điểm mà chúng ta sẽ cần phải tìm ra. Và Quang sẽ nói cho mọi người một số những cái tiêu chí của cái USP này, tức là lợi thế cạnh tranh độc đáo này. Thứ nhất, nó phải là điều mà bản thân mạnh, đi từ cái giá trị lõi của mình ra. Thứ hai, đó là khách hàng thì họ phải cần cái điều này, và nó phải thực sự quan trọng với khách hàng. Thứ ba, đó chính là chúng ta sẽ cần phải tạo ra được một lợi thế cạnh tranh độc đáo, nhưng nó mang tính là lâu dài. Tức là nó không dễ bị copy, không dễ bị sao chép, hoặc là nó phải có một rào cản rất lớn khi mà đối thủ họ muốn gia nhập vào. Giả sử như là họ phải đầu tư nhà xưởng, đầu tư máy móc, hay là họ phải đầu tư vào công nghệ rất là nhiều thì mới copy được cái USP này. Hoặc chúng ta có lợi thế cạnh tranh về con người, bất cứ một điều gì đó khiến cho khách hàng, khiến cho đối thủ của chúng ta họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể gia nhập được. Được chưa? Nó phải mang tính bền vững. Rồi, và ở vùng số 6. Vùng số 6 đây là vùng mà đối thủ của mình mạnh này, bản thân mình mạnh và khách hàng cũng cần. Thì vùng số 6 này cũng sẽ là một vùng mà chúng ta nên quan tâm đó, để có những chiến lược bán cho cái nhóm khách hàng ở đây. Và cuối cùng, đó là vùng số 7, là vùng mà đối thủ của mình mạnh, khách hàng cần mà mình không có. Thì việc của mình cũng là gì ạ? Mình cũng cần phải mở rộng vùng kiến thức của mình ra, cần phải mở rộng thêm những cái năng lực của mình ra vùng số 7 này, để tiếp tục đáp ứng thêm các nhu cầu của khách hàng
và chúng ta có thể lấy được thêm thị phần của các đối thủ. À, vậy thì đây chính là một cái sơ đồ để chúng ta có thể phân tích được xem đâu sẽ là điểm mà mình lựa chọn. Và mọi người cần phải suy nghĩ, chúng ta bắt buộc phải có một USP, cần phải có một lợi thế cạnh tranh độc đáo, và trả lời câu hỏi đó là tại sao khách hàng lại cần phải mua hàng từ tôi chứ không phải là mua hàng từ đối thủ. Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi này thì bước tiếp theo đó là truyền thông và marketing thì có thể làm cực kỳ là đơn giản, dễ dàng. Ok, vậy thì ở đây Quang sẽ chia sẻ thêm cho mọi người về một cách thức để chúng ta sẽ tạo ra được khác biệt. Chúng ta đã biết là mình cần phải khác biệt rồi, nhưng khác biệt như thế nào và làm sao để chúng ta so sánh được với đối thủ? Thì sau đây Quang sẽ chia sẻ cho mọi người một sơ đồ về cách thức để tạo ra khác biệt. Mọi người hãy nhìn vào đây ạ. Ở đây chúng ta sẽ có hai cột. Cột thứ nhất, được chưa ạ? Đây chính là mức độ. Đó, cột này chính là mức độ. Ở bên dưới này là thấp, và ở bên trên này là cao. Cột thứ hai, đây chính là những cái giá trị tạo ra cho khách hàng. Được chưa ạ? Giá trị tạo ra cho khách hàng. Và tiếp theo chúng ta sẽ cần phải liệt kê ra những điều gì sẽ tạo giá trị cho khách hàng. Thứ nhất, đó chính là công năng sản phẩm. Công năng sản phẩm. Đương nhiên rồi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta tạo ra bất cứ một sản phẩm gì thì công năng của nó phải đáp ứng được mong muốn của khách hàng. Thứ hai, chúng ta sẽ có thể cạnh tranh với đối thủ về về cách đóng gói. Cách đóng gói sản phẩm. Gói sản phẩm. Cùng là một sản phẩm liên quan đến giảm cân, nhưng có người thì làm giảm cân theo dạng đó là thuốc, nhưng có người lại làm giảm cân theo dạng đó là thạch, hay là làm giảm cân theo dạng đó là gì ạ? Đó là sữa bột. Tức là chúng ta đang khác biệt về cách đóng gói sản phẩm, nhưng với cùng một công năng giống nhau, cùng một công dụng là giảm cân. Tiếp theo, chúng ta có thể khác biệt về bao bì. Bao bì cùng là một sản phẩm đấy, cùng công dụng đấy, cùng cách đóng gói đấy, nhưng có người thì họ lại làm bao bì là hộp giấy, có người lại làm bao bì là hộp bằng nhựa, có người lại làm bao bì bằng hộp bằng sắt. Thì mọi người nhìn những cái hộp trà ấy, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng nhất điều này. Hay là bao bì thì có những trà là đóng bằng túi bóng, đúng không ạ? Thì đó là khác biệt về bao bì. Hay tiếp theo, chúng ta có thể khác biệt về điều gì nữa ạ? Chúng ta khác biệt về chất lượng. Chất lượng dịch vụ. Tức là chúng ta cung cấp một cái dịch vụ khách hàng, một trải nghiệm khách hàng tốt hơn hẳn so với đối thủ. Thì đó được gọi là chất lượng dịch vụ. Chúng ta khác biệt về tốc độ giao hàng. Giả sử khi khách hàng họ xuất hiện nhu cầu, đến khi họ đặt hàng và nhận được hàng của chúng ta, một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, càng ngắn càng tốt. Có những đơn vị bây giờ là họ giao hàng trong ngày. Giao hàng trong ngày thì đòi hỏi là gì? Mình sẽ cần phải có nhiều những kho, nhiều những nơi mà có chứa sản phẩm của mình, để khách hàng ở khu vực nào thì mình sẽ có thể giao trong ngày ở khu vực đó. Thì đây chúng ta được gọi là cạnh tranh về tốc độ giao hàng. Đó. Hay như mọi người nhìn thấy những chuỗi về điện thoại, đúng không ạ? Những chuỗi điện thoại là họ mở khắp nơi như thế giới di động. Thì khi mà chúng ta xuất hiện nhu cầu một cái là mình có thể chạy ra ngay ở trong xã của mình, ở trong huyện của mình, hay ở trong quận của mình, là chúng ta có thể mua được ngay. Đó là khác biệt về tốc độ giao hàng. Hay là sự khác biệt tiếp theo. Khác biệt tiếp theo liên quan đến gì ạ? Đến độ ngách của thị trường chẳng hạn. Độ ngách của thị trường. Tức là chúng ta chỉ tập trung vào một nhóm đối tượng khách hàng rất là nhỏ thôi. Một nhóm nhỏ thôi. Đấy. Những người muốn giảm cân nhưng lại chỉ tập trung vào những người mà muốn giảm cân bằng phương pháp là giảm cân nhanh. Thì đó là khác biệt về độ ngách của thị trường. Ngoài ra chúng ta sẽ có rất nhiều những cách để khác biệt khác. Và đây chính là vùng mà chúng ta có thể nghĩ ra thêm để cạnh tranh với đối thủ của mình. Và ở đây chúng ta sẽ có một cách để chúng ta vẽ như sau. Thấp, cao này.
À, Quang sẽ vẽ màu màu đỏ chính là đối thủ của chúng ta. Được chưa? Màu đỏ chính là đối thủ. Giả sử công năng sản phẩm của đối thủ đang ở mức như thế này, Quang sẽ đánh dấu sao? Cách đóng gói sản phẩm của đối thủ đang như thế này. Bao bì của đối thủ đang như thế này. À, chất lượng dịch vụ của đối thủ thì đang như thế này. Tốc độ giao hàng của đối thủ, độ ngách thị trường của đối thủ thì họ đang đánh vào thị trường đại chúng. Và bây giờ chúng ta sẽ nối những cái ngôi sao này lại với nhau. Chúng ta sẽ nối những ngôi sao này lại với nhau. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đây là một sơ đồ chiến lược về sản phẩm cũng như là về kinh doanh của đối thủ, đúng không ạ? Và việc tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ cần phải thiết kế làm sao cho sản phẩm của mình có sự khác biệt so với ở đây. Còn lấy ví dụ như về công năng sản phẩm của chúng ta là như nhau đi. Công năng sản phẩm là như nhau. Đó, qua sẽ đánh dấu hoa thị. Về cách đóng gói thì chúng ta sẽ có thể khác biệt so với đối thủ, được chưa? Tiện lợi hơn cho khách hàng. Giả sử họ đóng gói là dạng sữa thì mình đổi sang thành một cái dạng gì đó, ví dụ như là một cái túi nhỏ chẳng hạn, để họ có thể cầm đi bất cứ đâu, thì đó là khác biệt về cách đóng gói. Sau đó về bao bì thì chúng ta thiết kế đẹp hơn đối thủ. Đẹp hơn đối thủ nằm ở đây. Về chất lượng dịch vụ, mình làm tốt hơn hẳn đối thủ. Về tốc độ giao hàng, mình nhanh hơn đối thủ. Đó, mình giao hàng trong ngày. Về độ ngách của thị trường, mình chỉ tập trung vào một khu vực của thị trường thôi, tức là tệp khách hàng cao cấp. Và cuối cùng, chúng ta có thể khác biệt thêm một phần nữa, đó là về giá. Thì giá của mình là cao hơn đối thủ. Đối thủ của họ sẽ là mức giá như này. Thì giá của mình nó sẽ nằm ở đây. Giá của mình nó sẽ cao hơn một chút. Ok, và chúng ta hãy nối những hoa thị này lại với nhau. Chúng ta sẽ có sơ đồ chiến lược của bản thân. Ok, và mọi người có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là một bản đồ chiến lược liên quan đến sự khác biệt của sản phẩm dịch vụ chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta đã thấy được có những điểm khác biệt cạnh tranh độc đáo luôn. Đó là về cách đóng gói sản phẩm mình hơn, bao bì mình hơn, chất lượng dịch vụ mình hơn, về độ ngách, tốc độ giao hàng mình hơn. Đấy, độ ngách thị trường mình tập trung hóa hơn, và giá cả thì cái này là mình cao hơn. Đấy, giá cả này thì đây nó lại là một cái điểm có thể là bất lợi của mình hơn, được chưa? Nhưng mình có rất nhiều cái hơn đối thủ, và đây sẽ là những lý do tại vì sao mà khách hàng cần phải lựa chọn chúng ta thay vì lựa chọn đối thủ. Rồi, và cái việc mà chúng ta tạo ra được một lợi thế cạnh tranh độc đáo cho sản phẩm của mình, cho công việc kinh doanh của mình, nó chính là một kim chỉ nam để giúp cho công việc kinh doanh của chúng ta nó có thể trở nên thành công. Và nếu chúng ta không có sự khác biệt thì chắc chắn rằng là mình sẽ không thể nào phát triển được. Ok, và ngoài ra ở đây thì còn có rất nhiều cách để chúng ta có thể khác biệt được nữa, mọi người nhé. Khác biệt về thương hiệu, đúng không ạ? Khác biệt về rất là nhiều thứ khác. Đó, rất nhiều thứ khác mà chúng ta có thể nghĩ ra, nhưng phải có sự khác biệt. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên là để lại cho Quang một like, một đăng ký kênh xuống bên dưới. Và đừng quên là chia sẻ video này đến với bạn bè của bạn, bởi vì họ sẽ rất biết ơn bạn nếu nhận được những điều tuyệt vời. Nếu bạn có bất cứ một câu hỏi gì, hãy comment xuống bên dưới và Quang sẽ làm video tiếp theo để giải đáp. Nguyễn Đình Quang xin chào và hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo.